hơn cả lớp. Tức là con thì con ở Nga là hai chục năm, hơn 20 năm. Thế mà thực ra là cũng định là từ Nga về này định đi Đức luôn. Thế nhưng có cậu em rể ở bên Đức thì cậu giới thiệu, cậu bảo bây giờ chị thằng nào thế thế thì chị về Việt Nam chị tranh thủ chị học cái diện chẩn để sang đây chữa bệnh cho mọi người. Thì chị chỉ học 1-2 tháng là chị biết chữa bệnh. Thế thế thì con nghĩ trong đầu và nói chuyện với cả vợ cậu ấy, tức là em gái con ấy, bảo cái cậu này hoang mang. Người ta học 5-7 năm ra người ta mới chữa được bệnh, nhưng mình học 1-2 tháng là mình chữa bệnh. Thì xin lỗi thầy, con nói luôn mà thằng này điên. Hai chị em con nói thế. Thế xong rồi em gái nhà nó cũng bảo nó đồng tình, nó bảo là đúng đấy, chị về thì thôi cứ nhận lời đi học thôi, nhưng anh không biết đấy là đâu thôi, tại vì là làm sao mà học 2 tháng mà lại đi chữa bệnh được. Thế con về con không để ý, con không quan tâm nữa. Thì con em bên kia là em gái nhà con mở cái tiệm massage bấm huyệt ấy. Thế là cũng rất là đông khách. Thế con bảo thế thì chị về thì chị đi học bấm huyệt, bây giờ chị yếu già rồi chị không học được đâu thì chị cứ đi. Thế là thực ra con cũng đi học bấm huyệt. Thế hôm thì con em rể lại gọi điện tiếp và thế thì em bảo chị thế chị đã xem diện chẩn chưa. Thế con cũng bảo thế thôi thì con vào mạng con xem, thế mệt cậu thì vào xem như nào thì thấy cũng thực ra con cũng không hiểu lắm. Thế con cũng đăng ký, con bảo đăng ký để thử xem như thế nào. Thế hôm đăng ký đến thì đáng nhẽ là phải học khóa là khóa 11 chứ không phải khóa 12, nhưng mà khóa 11 thì con không đi. Xong khóa 12 thì cô Hương cô nhắn tin và đi tiếp. Thế con đi thì hôm đầu đến là chỉ dự định là vào lớp để chỉ xem thôi, xem có hay không, nếu mà kiểu hay thì mình học là học thầy hội ạ. Vâng ạ, thì để mà xem thêm có hay không, nếu mà hay thì học tiếp, còn nếu mà không hay thì bỏ. Thế hôm đầu thì đến thì thực ra là đập vào mắt con là cái đầu tiên ấy, thì là thấy thầy giáo cứ vào nhìn thấy thầy hội rất là trẻ, không nghĩ là thầy giáo, nghĩ là cũng là học viên giống như mình thôi. Thế vào thì con phải chào cả lớp, hôm nay con đến hơi muộn một tí. Thế xong lúc về sau thì tức là trong đầu con rất là ngạc nhiên, bảo chứ là tưởng tượng đến những người dạy bộ môn này là một người dạy tầm như thầy ạ trở lên, tại vì là người có kinh nghiệm, hay là cái bộ môn này là cũng của người kiểu của ngày xưa thì mới biết được, còn bây giờ giới trẻ thì làm sao đã biết được mà truyền đạt như thế. Thì trong đầu con nghĩ là như thế, thì con bảo thôi đi vào ngồi nghe, hay thì ở, xin lỗi thầy mới thầy rồi con bảo hay thì ở mà dở thì đi. Thì có nghĩa là buổi sáng là con mới dự, xong buổi chiều là con đi thôi, con không học tiếp. Nhưng mà thực ra hôm vào học thì thầy hội cũng rất là hay, cuốn hút. Thế là con quyết định con học. Thế là con mới học cái này, thì đáng nhẽ con đang học ngoại ngữ thì là con bỏ ngoại ngữ con học cái này đấy ạ. Thế là con học. Thế là con cũng nghĩ là con thì học xong cái khóa cơ bản này biết qua qua. Thế con bảo con đi thì thầy hội lại bảo có khóa của thầy Châu ra, thì con bảo thế cố ở lại thì để sang học nốt thầy Châu để trực tiếp, thế là để nhìn xem là thầy là bằng xương bằng thịt thật đấy, để trực tiếp học thầy để biết đấy ạ. Thế cũng thế đấy, đọc trong mạng với cả nghe thầy hội nói, với cả mọi người cũng nói về thầy rất nhiều, với hai con cũng xem đấy thì thấy thầy cũng rất là gì, con cũng rất là kính phục, kính phục thật. Thế là con thực ra trong đầu con đọc sách ấy thì con cũng cứ nghĩ rằng những cái môn ví dụ như hôm qua thầy nói những cái huyền công rồi những cái gì thì con chỉ nghĩ như thể là cứ mơ hồ trong đầu, nó như kiểu một cái gì đấy như kiểu mê tín ạ, nó không cái gì khác thiết thực lắm. Nhưng mà bây giờ đúng là học thì con mới thấy là đúng là có sự thật, chứ không phải là mơ hồ hoặc là mê tín đâu. Con thích hết ạ. Chị đứng yên học. Lúc đấy chị đang học những cái môn gì nữa, chị so sánh xem. À thực ra thì lúc đấy con đang học về sao bóp bấm huyệt bên Tuệ Tĩnh. Thì con cũng đang học cái đấy thì con thấy thì cái sao bóp bấm huyệt nó rất là mệt. Hai nữa là kiểu như mình bị đau tay, mất sức. Thế con sang bên này con học thấy cái này thì có cái nhiều cái bộ môn này, có những cái đồ này, đồ hình làm rồi những cái này, đồ dụng cụ này. Thế rất là hay. Mà rất là bí mà làm thì lại dễ, chứ không như bên cái bóng huyệt thì làm rất là vất vả mà rất là mệt, mất sức, thì phải người khỏe mới làm được. Còn như nếu như tầm chúng con tầm tuổi bây giờ thì làm một tí là đau tay, mỏi hết cả tay ạ. Vâng, thế cái này làm rất là hay, thế là con quyết định là thôi không học cái kia nữa, là con dành hết là học sang cái này, bỏ tất cả ngoại ngữ học sang cái này đấy ạ. Cái nhà này đi rồi đúng không? Mấy người đây thì thấy gọi là nói từ người Bắc cũng là kiểu mới chẳng phải dạng vừa đâu. Mấy người đây cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Nhưng mà đến đây thì ngoan ngoãn như con mèo. Đúng không? Đến đây gặp thầy là ngoan ngoãn như con mèo. Đúng không? Thế thì là mèo đúng rồi. Không thể thấy cái này nói người Bắc mà gấu lắm mà, gấu lắm mà, như là phải nói là không gấu tức là mạnh mẽ đó, mạnh mẽ mà ăn to nói lớn mà lanh đấy,
dạng nóng nóng. Chẳng phải em vừa đâu. Mà dạng nóng nóng. Đi qua đây á, là thấy rằng là thầy thấy không ra đi ra miền Bắc mấy lần, nhưng mà càng lúc thầy càng gặp mà thấy mấy em học sinh miền Bắc rất là ngoan, rất là ngoan và rất là đáng yêu. Nhưng mà phải nói như thế này là gặp thầy thế thôi, chứ gặp người khác cũng chưa chắc đâu. Đúng không? Quá đúng luôn. Quá chuẩn rồi, trưởng công người chính. Bắt đầu nói tiếng Bắc Kỳ rồi đó. Khi nghe thì ca đó mấy người đó, ủa sao em thấy thầy nói dùng năm nhưng mà khi thầy hát tụi em Bắc không này. Thế là phát âm chuẩn luôn người Bắc luôn á. Thầy hát không chứ là vô hát karaoke bữa nào đó từ sao đó. Từ sao thầy hát nữa nha. Hát mấy bài ca này vô không? Đầu tiên đua bờ nè. Rồi ai đưa em về nè. Tình ca Hoàng Nguyễn nè. Hà Nội niềm tin hy vọng nè. Họ Muôn Phu nè. Thì chưa anh thấy không? Còn khỏe cao không hát mới được nha. Nếu bình thường không hát được đâu. Thôi giờ đây một giải này lên quảng cáo đi. Người nào? Quảng cáo là người mình lại đi.